Lux hơi thở thơm mát tức thì, thoải mái tự nhiên giao tiếp. Nào. Kéo ra rồi anh em ạ. À đây rồi. 1-4. Anh em tin tôi, onin 1-4 cho tôi cái. Từ từ nhá, đếm 4 tiền. 2 tiền, 3 tiền, 4 tiền, 5 tiền, 6 tiền, 7 tiền, đéo đủ 10 tiền ạ. Giờ sắp đấy. Eco thôi, tôi đi đái đây, 10 15 phút nữa tôi quay lại nha anh em. Bán hết tướng đây. Chào anh em. 15 phút nữa quay lại nhá. Bye bye. Trâu vậy luôn. Địt mẹ mày sang trận sau rồi. 22 máu. Trận này phải win này, trận này bắt buộc phải win. Thấy không anh em? Thấy không? Tôi bảo mà. Cuồng giáo. Rồi 92 luôn. Rồi 92 luôn. Kata 2 thì sao? Cho nó đồ không lên 2 được. Trông ngu vậy. Không, trận này nổ rồi. Trận này nổ chắc rồi anh em. Trận này nổ chắc rồi. Trận này nổ chắc rồi. Nhưng mà Kata 2, họ có Kata 2 anh em ạ. Hơi căng đét đấy. À không, bình thường, không căng đét lắm. Đây rồi, hũ chít. Xin. Mày đi con mẹ luôn đi vậy. Từ nhá, bán qua đi đi gái. Từ nhá, mỗi con cầm một đồ. Ai cũng có đồ anh em ơi. Ai cũng có đồ hết. Ai cũng sẽ được đồ cả. Ai cũng sẽ được đồ hết á. Anh sẽ được đồ hết á. Năm đấm. Hít năm phép à. Chắc thiên thần hút máu phép. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Từ nhá, nhìn tôi ghép cái đồ này cho con này này. Nó phải là như này. Cứ đam phép nhở. Con này cái này sẽ cứ đam phép đúng không? Kỹ năng khổng lồ rồi đó. Còn hai găng nữa. Bán con tam ken cho thêm con T4 nữa mà. Hai găng này thì ai cũng sẽ có đồ hết á. Không có cái Neko làm nhỉ. Neko ngon. Thế được rồi. Thế được rồi anh em ơi. Cần gì nhiều. Quá ok rồi, có chin 2 nó gánh nữa mà. Hai cái cung này thì sao nhỉ? Cái cung này tôi gõ đi được không? Hai cái cung này hơi phế. Nước mắt này ngon. Quá bình. Quy năng khổng lồ. Ôi giời, binh. Quá binh anh em ạ, quá binh. Binh. Gì 43 nữa đấy. Không có sát thủ nào nhỉ. Đây. Để bạn như này đẹp rồi, không cần phải sát thêm đam sát thủ đâu. Tầm này, đấm từng thằng một. Từng thằng một. Đúng đấy, được tổng cộng là mấy cái
mấy cái găng tay vậy anh em? Tôi không để ý nữa. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 găng tay à? Nhiều dễ sợ. Kim đẹp, Elite. Bỏ Elite không nhỉ? Cho đam sát thủ không nhỉ? Đó thì hộ pháp cũng ngon đấy. Con này auto ra cái Solari vậy. Trận nào cũng sẽ có một cái Solari anh em ạ. Trận nào cũng sẽ có một cái Solari. Up 8 đánh 9, 9 tướng thôi. Thiếu Nidalee Azir. Garret Nidalee Azir. Ơ kìa, đừng bảo thua nhá. Thua là thua thế đếm nào, con set mạnh lắm. Nào. Mày. Nhờn. Ôi trời anh ơi. Chết anh rồi, ơ mình vừa gặp anh mạnh à, không để ý. Azir, Azir, Azir. Yeah. Ê ôi. Đây rồi. Thời tới rồi, thời tới rồi. Ê, chỉ cần con Niêm cần muốn kiếm một Nia đi phát up thẳng 8 luôn. Bây giờ bỏ con Elite này. Bỏ Elite thừa một cái găng tay. Nếu cho ai được full đồ hết rồi. Full sư hết đồ. Tôi bảo anh em all in 1-4 không nghe cơ. Không tin tôi cơ, bỏ này đi nha. Chúc phúc cho em. Chết như nào cho hợp lý nhỉ? Đeo viết nữa. Như này. Thiếu găng mất rồi. Rồi sao? Chỉ tướng không cần Kataba đâu. Sau lên được lên. Bởi có nhà chơi ấy, khó xoay ra lúc này lắm. Làm lên 9 để đánh, lên 8 để đánh chỉ tướng thôi. Mạnh lắm rồi. Nhiều đồ quá mà. Con set cầm đồ đẹp nữa chứ. Đập đồ cho bay ra. Không hợp lý nhỉ. Ui giời, cái đem máu nữa kìa. Tại vì đồ đéo gì cũng được mà, đủ đồ đam hết rồi, tôi không cần thêm đồ nữa. Cưới rồi. Sống thế nào. Anh An, anh Mạnh cũng đánh chiến tướng à. Anh Mạnh là lúc nãy mình gặp đấy. Sojin ạ. Cầm đồ ấy. Chất. Ui. Con này cứ lấy đồ chất ấy. Thế. Tầm lầy. Tầm lầy các bạn ơi. Phải nói lời cảm ơn đến bạn chùm tài xỉu này đã cho mình vỡ nổ quả hũ đã mất. Lên 8 không roll được à? Kiểu gì cũng ra một con Nia Li anh em yên tâm. Phải lên 8 để đủ slot nữa. Đủ slot nhét 99 tướng chứ. Về roll kiểu theo thọt tiền lắm. Mình còn roll set với cả Az2 nữa. Vứt hết. Con này tạm đi. Ấy, đây rồi. Nia Li vào này. Garen. Bình. Bây giờ G43 nữa là đẹp. G43 nảy một cái găng tay nữa ra cho con nào nhỉ? Cho nó con Nia Li chứ con thằng nào. Và Garen. Cho Nia Li ngon hơn đấy. Sẻng. Ui tưởng sẻng. Ủa sao vàng, đồ vàng mà sao kỳ cục. Ui. Phải có một con không cầm đồ. Để con Sao
Samira chuyển tướng thì sao? Không, tôi thích Seth hơn. Gì 4 đâu nhở? Samira khỏe á, nhưng mà đồ này hợp con Seth hơn. Không, không đánh Samira. Tầm này các bạn ơi, xin cái top 1. Set 2 thôi. Về tích tiền lại roll, roll từ từ ấy. Bây giờ roll slow roll thôi. Sao mày mạnh hơn? No no no, set set đồ này thì mạnh hơn. Samira có thiện xạ nữa không? Anh thích set hơn. Samira thì đây anh có hai con set ở này. Các bạn là nó dễ lên hai hơn thôi. Với cả Samira nhiều ngàn chơi lắm. Thấy không? Em thấy không? Con set này nó clear tốt. Con Samira đợi nó skill lâu lắm. Nguyên sản. Luôn từ từ rồi. Nhiều nhà cầm G4 quá. Không có G4. Level 8 nữa. Up 9 bây giờ mình chẳng nhét gì vào được. Up 9 bây giờ chỉ cùng lắm nhét sát thủ. Mũ phù thủy này. Thừa một cái đồ ở ngoài. Con G43 là đẹp. G43 rất là mạnh nha các bạn. Combo phát chết hết. Nhưng mà đây là một cái diệt khổng lồ với cả một cái giáp thiên thần thì mình còn suy nghĩ. Set có hai con rồi, đồ đẹp như này. Con set này trong combat nó phải ulti được ít nhất là 3 lần. Nếu mà đánh lâu. Auto đầy máu mà. Đi chợ lấy con Azir hoặc là con Seth. Azir nè, Azir đồ đẹp nè. Luôn muốn bên em là tôi. Sao mày nhường mình nhỉ? Sao mày nhường mình nhỉ? Kỳ cục. Thầm mình đéo xếp bài này, anh em ạ. Mấy trích rồi? Tôi phải chục trích rồi nhỉ? Không bao giờ anh mạnh sờ được con Azir đâu. Ơ thừa cốc vào rồi. Chắc là con này cầm. Xoay phát. Bình. Bình rồi anh em ơi, bình rồi. Bây giờ cái găng tay này chắc chắn là con Garen đúng không? Còn mỗi Garen thiếu thừa đồ thôi. Này có khi nào tí tôi đi ra quái tôi. Xong ra quái tôi đéo biết nhét đồ ở đâu không? Có đấy đúng không? Thế phải up 9 để có một con tướng mới ấy, anh em ạ. Bởi sau một round quái nhá, đến đánh đến 7 chấm là tôi sẽ bị thừa một đồ. Đánh đến 7 chấm chắc chắn tôi sẽ bị thừa một đồ. 3.900 máu sao mà chết. Con nearly 1-2.000 máu. Ơ kìa. Nó sút con gì của mình đi nhỉ. Mày giỏi mày sút hết đàn dàn này đi hộ tao cái. Đi luôn. Ơ anh chưa không lấy Nier đi à? Quên đấy. Chẳng đáy của nỗi đau. A baby. Ui. 140 sát thương tổng đòn đánh lên kẻ địch trên đường lướt và cường hóa 3 đòn đánh tiếp theo gây 323% sát thương. Sát thương này sát thương gì? Đòn đánh à?
Ôi, ông ấy đen lắm gặp mình. Dở. Tao mày mình đi clear bàn mấy đái này. Đi clear bàn đúng nghĩa luôn. Ôi mạnh quá luôn. Thề mạnh ấy, nó bị mạnh anh em, mạnh quá ấy. Tao này ai gặp mình là chết thôi chứ. Quỷ thư ạ. Quỷ thư cho con Niali á. Nghe nó tù ấy nhá. Thôi để dành cho con nào lên lên 9 rồi ạ, cho con nào đấy đi. Samira được này. Samira cầm quỷ thư có tác dụng không? Full hết đồ rồi, biết cho con nào, cho Garen quỷ thư à? Nó là sát thương đòn đánh mà, đâu phải sát thương skin đâu nên là... Sợ là không được, sợ đâu không có hiệu ứng. On này. Thôi on vào đúc đồ nữa, nhét đồ cho ai? Điên à? Cút đi. Kết thúc cái game đấu ấy đi. Mũi anh em ạ, thôi. Đây, Garen quỷ thư là hợp lý nhất rồi đấy. Lên 9 Omazir của anh Mạnh luôn. Ôi, nó một dập đi hết cả sàn ạ. Đi cơ mạnh quá. Thế. Trời ơi. Trời ơi. Mười hai chiếc rồi anh em ơi. Trời ơi. Rồi xoay cái gì nữa? Rồi xoay Azir, ôm Azir của anh ấy thôi. Zone được này. Ờ, để con Samira cho nó đẹp mắt. Lee Sin cũng ngon. Giờ sao anh? Lốc à? Rồi cho anh lốc. Cho anh lốc đi. Tặng sẵn rồi, bây giờ mình không cho anh lốc thì mình bị kiểu anh ấy bảo không nhường anh ấy. Anh em bảo anh thua thì sao? Mày có luôn thì ok làm ăn gì thế nhở? Lấy ăn gì ba không nhở? A thứ hai này. Rồi sang ra rồi. Như này cho nó cục. Như này cho nó cục các bạn ơi. Gì thế? GG quá nặng.
200 điểm nữa rồi chúng ta sẽ đến với rank mới.